Welcome to our English lesson, grade 3. Mến chào các bậc phụ huynh cùng các con học sinh. Kênh tiểu học thật hay, rất vui khi được đồng hành cùng quý phụ huynh cùng các con học sinh lớp 3. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang Unit 9. What color is it? Lesson 2. Part 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Page 60 and 61. Để đọc tốt tiếng học hôm nay, cô mời các con chuẩn bị sách tiếng Anh lớp 3 tập 1, trang 60 và trang 61, bút mực, vở ô ly và thước kẻ các con nhé. Are you ready? Các con đã sẵn sàng. Bây giờ cô mời các con vào tiết học nhé. Trước khi vào tiết học mới, cô mời các con cùng ôn lại các từ vựng mà các con đã được học ở lesson 1. Now, look at the board, please. Hãy quan sát trên bảng nhé. Chúng ta có từ pencil case. Okay. And rulers. Very good. Pens. Very good. Pen and rubbers. Exactly. School bag. Good. Notebooks. Notebooks. Well done. Cô nhận thấy các con có nhớ từ vựng ở những tiết học trước. Các con học bài rất tốt. Cô có lời khen chung các con nhé. Nếu cô mời các con sang Unit 9. What color is it? Bài số 9. Đồ vật đó màu gì? Lesson 2. Part 1 to 6. Từ phần 1 đến phần số 6, trang 60 và trang 61. Ở lesson này, chúng ta sẽ học một số từ vựng chỉ về màu sắc của đồ vật nhé. Cô mời các con học từ blue. Blue. Blue có nghĩa là màu xanh dương hay gọi là màu xanh biển. Brown. Brown. Brown là màu nâu. Black. Black là màu đen. White. White là màu trắng. Red. Red màu đỏ. Yellow màu vàng. Green. Green màu xanh lá cây. Orange. Ở từ orange này chúng ta có hai cách đọc. Orange cũng được, orange cũng được nhé. Chúng ta có từ orange có nghĩa là màu cam. Và những từ này gọi chung là color. Color. Color có nghĩa là màu sắc. Bây giờ cô mời các con chú ý giùm cô. Ba màu sắc đầu tiên, blue, brown và black. Cả ba từ này khi chúng ta phát âm, chúng ta sẽ ngậm môi nhẹ nhé. Blue, 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 brown, 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 black, 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 white, red, yellow, green, orange, color. Chúng ta lặp lại nhé. Blue, brown, black, white, red, yellow, green, orange, color. Cô mời các con viết bài vào vở nhé. Time's up. Thời gian đã hết. Cô mời các con sang phần trò chơi để kiểm tra xem các con có nắm được các từ vựng mà các con đã học không. Cô mời các con sang networks. Chúng ta có từ chung là color. Bây giờ các con hãy cùng điểm lại các từ vựng, các màu sắc mà các con đã được học nhé. Từ thứ nhất, blue, black, orange, brown, white, yellow, green and red. Ok. Qua trò chơi network này, cô nhận thấy các con nhớ từ rất tốt. Về nhà các con học thêm nhé. Bây giờ cô mời các con sang phần thứ nhất. Look, listen and repeat. Look, listen and repeat. Yêu cầu đề bài nói chúng ta hãy quan sát tranh, hãy lắng nghe và hãy lặp lại. Now look at two picture, picture A and picture B.
Who are they? Chúng họ họ là ai? Họ là bạn Mai và bạn Nam. What are they talking about? Họ nói về gì? À, chúng ta có thể đoán họ nói về màu sắc của những đồ vật này. Và Mai và Nam nói về màu sắc của những cây viết chì. Ok, bây giờ cô mời các con hãy cùng nghe cái conversation, nghe cái cuộc hội thoại giữa bạn Nam và bạn Mai nhé. Now listen carefully. Các con nghe cẩn thận nhé. Mời các con nghe lại lần hai. What color is your box? It's red. What color are your pencils, Nam? They're green. À, bây giờ các con hãy cùng nghe và lặp lại nhé. À, bây giờ cô mời các con quan sát tranh A. Chúng có câu What color is your box? À, vậy chúng ta có thể đoán nghĩa chữ box có nghĩa là những cái hộp. Vậy bạn Mai hỏi bạn Nam những cái hộp này màu gì? What color is your box? Cái hộp của bạn màu gì trong số những cái hộp này? Thì bạn trả lời It's red. À, hộp nó thì màu đỏ. À, và chúng ta sang picture B. What color are your pencil, Nam? Nam ơi, những cây viết của bạn màu gì? Những cây viết chì của bạn màu gì? They're green. Nó màu xanh lá cây. Ok. Vậy chúng ta thấy ở bức tranh A thì chúng ta có mẫu câu What color is your? Cộng với đồ vật mà bạn hỏi về màu sắc của nó. Có nghĩa là câu What color is your này dùng để hỏi màu sắc của đồ vật ở số ít. Và ngược lại, what color are your cộng với đồ vật ở số nhiều là dùng để hỏi màu sắc của đồ vật ở số nhiều. Khi trả lời cho cái câu hỏi màu sắc của đồ vật ở số ít thì chúng ta trả lời là is cộng với màu sắc. Và khi trả lời cho mẫu câu hỏi màu sắc của đồ vật ở số nhiều, chúng ta sẽ trả lời là there cộng với màu sắc. Chúng ta thấy hai mẫu câu. Bây giờ cô mời các con sang phần mẫu câu. What color is your? À, sau này chúng ta sẽ thêm vào là một cái đồ dùng mà chúng ta muốn hỏi về màu sắc của nó, nhưng ở số ít. Trả lời is cộng với màu sắc. Ví dụ chúng ta muốn hỏi cây viết thì chúng ta nói là What color is your pen? It's blue. À, cây viết của bạn màu gì vậy? À, nó màu xanh dương. What color are your notebooks? Những quyển tập của bạn màu gì? They're orange. Nó màu cam. À, vậy chúng ta thấy mẫu câu dùng để hỏi màu sắc của đồ vật ở số ít và số nhiều thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu What color is your hoặc What color are your. Cô mời các con cùng viết bài vào vở nhé. Now time's up. Thời gian đã hết, cô mời các con sang phần số 2 để chúng ta sẽ khắc sâu hơn cái mẫu câu mà chúng ta đã được học. Point and say. Point and say là chúng ta hãy chỉ vào những đồ vật và sau đó chúng ta hãy hỏi màu sắc của nó. Ví dụ chúng ta muốn hỏi màu sắc của đồ vật ở số ít thì chúng ta sẽ dùng là What color is your? Trả lời is cộng với màu sắc. Khi chúng ta muốn hỏi màu sắc của đồ vật từ hai đồ vật trở lên là số nhiều thì chúng ta sẽ dùng là What color are your? Trả lời there cộng với màu sắc. Bây giờ chúng ta thấy pen. What color is your pen? It's blue. Ruler.
What color is your ruler? It's white. Pencil case. What color is your pencil case? It's yellow. And what color are your school bags? Đây là số nhiều nên chúng ta dùng what color are your school bags? It's brown. What color are your rubber? They're green. And the last picture, bức tranh cuối cùng. What color are your notebooks? They're orange. À, bây giờ cô mời các con hãy cùng hỏi và trả lời với cùng cô nhé. What color is your pen? It's blue. What color is your ruler? It's white. What color is your pencil case? It's yellow. What color are your school bags? They're brown. What color are your rubbers? They're green. What color are your notebooks? They're orange. À, cô mời các con thực hành thêm ở nhà nhé. Bây giờ cô mời các con hãy dùng mẫu câu vừa học để hỏi các dụng cụ học tập mà mình có. Câu ví dụ bức tranh trên bảng. What color is your? Bây giờ chúng ta thấy đồ vật nào ở số ít. Pen. Yes. What color is your pen? It's green. What color are your books? Is they are yellow. What color are your notebooks? They are blue. What color is your school bag? Is brown. What color are your rubbers? They are white. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều đồ dùng học tập khác mà chúng ta sẽ dùng mẫu câu này để hỏi với bạn nhé. À, các con thực hành rất tốt. Và để luyện thêm kỹ năng nghe, cô mời các con sang phần số 4. Listen and number. Listen là hãy lắng nghe. Number là hãy đánh số thứ tự vào các tranh mà mình nghe được. Đánh đúng số thứ tự nhé. Picture A, school bag. Picture B, pencil. Picture C, pens. And picture D, pencil sharpener. Chúng ta lưu ý do cái conversation, cái bài đọc nó là số nhiều nên chúng ta có picture C là hai cây viết nhé. Yêu cầu đề bài, hãy lắng nghe và hãy đánh số thứ tự. Bây giờ cô mời các con cùng nghe nhé. Listen carefully. Rồi chúng ta nghe kỹ nhé. À, cô mời các con cùng nghe lại lần hai. À, cô mời các con quan sát kết quả nhé. Number 1, picture D, pencil sharpener, green. And number 2, picture B, pencil blue. Okay. And number 3, school bag, black. And number 4, pens, they're orange. Các con làm bài rất giỏi. Cô mời các con sửa bài vào vở nhé. Sửa bài vào sách.
À, cô mời các con sang phần số 5. Read and match. Read and match. Hãy đọc và hãy gạch nói từ câu sang tranh có nghĩa tương ứng. Cô mời các con quan sát tranh. Picture A. Pen is black. Okay. Picture B. Deck is yellow. And picture C. Bookcase is brown. And picture D. Pencil sharpener blue. And last picture, bức tranh cuối cùng, pencil. There Jean. Và chúng ta có 5 câu. Câu thứ nhất, this is my deck. It's a yellow. And number 2, here are my pencils. Here are my pencil sharpeners. They are blue. And number 3, that's my pen. It's a black. And number 4, those are my pencils. They are green. And number 5, this is my bookcase. It's a brown. Vậy cô mời chúng ta hãy xác định đồ vật và màu sắc của đồ vật trước khi làm bài tập này nhé. Now look at number 1. This is my deck. Chúng ta có từ deck có nghĩa là cái bàn học sinh. It's yellow, màu vàng. Vậy câu thứ nhất chúng ta sẽ đi với tranh B. Very good. And number 2, these are my pencil sharpeners. Pencil sharpener là cái gọt bút chì. They are blue. Blue là màu xanh biển hay gọi là màu xanh dương. Vậy câu thứ hai chúng ta sẽ đi chung với tranh D. Okay. And number 3, this that is my pen. It's black. Okay. And number 4, those are my pencil. Bút chì. They are green. Chúng nó màu xanh lá cây. And the last sentence, câu cuối cùng. This is my bookcase. Đây là cái tủ sách của tôi. It is brown. Nó thì màu nâu. À, các con làm bài rất tốt. Cô có lời khen chung các con nhé. Are you tired? Các con có mệt không? À, bây giờ cô mời các con sang phần lesson để giải trí nhé. Rồi chúng ta sang phần số 6. Now, look at the picture. Mr. Locke. Okay. Linda. My pants. Cùng những cái viết. À, chúng ta xem những bạn này nói gì đây, hát gì đây. Cô mời các con xem lời bài hát nhé. My new pen. Đây là cây viết mới của tôi, cây viết mới của tôi. Linda, my. Do you have any pen? Linda, my. Bạn có bất cứ cây viết nào không? Yes, sir. Yes, sir. Here they are. Có chứ, có chứ. À, thầy ơi, các con có nè. One's is for Peter. Một cây cho Peter, một cây cho Mai. And one is for you, sir. Và một cây thì cho thầy. Thanks, goodbye. Cảm ơn, chào tạm biệt thầy. À, chúng ta đọc lại nhé. Linda, Mai, do you have any pen? Yes, sir, here they are. One's for Peter, and one is for Mike. And one is for you, sir. Thanks, goodbye. Bây giờ các con cùng nghe lời bài hát nhé. My new pen. Linda, my, do you have any pens? Yes, sir, here they are. One is for Peter and one is for mine. And one is for you, sir, thanks, goodbye. Rồi, cô mời các con cùng nghe và hát theo lời bài hát nhé. My new pen. Linda, my, do you have any pens? Yes, sir, here they are. One is for Peter and one is for mine. And one is for you, sir, thanks, goodbye. À, bây giờ cô mời các con chia lớp mình ra làm 4 nhóm và các con sẽ hát
theo từng nhóm nhé. Và chúng ta thực hành thêm ở nhà. Bây giờ tiết học hôm nay đã hết, cô mời các con nhắc lại giùm cô. Hôm nay chúng ta học được mẫu câu gì từ bài học này? Là chúng ta học hai mẫu câu. Thứ nhất là What color is it? What color is your? Là dùng để hỏi màu sắc của đồ vật ở số ít, và trả lời is cộng với màu sắc. Và What color are your? Là dùng để hỏi màu sắc của đồ vật ở số nhiều. Chúng ta trả lời là there cộng với màu sắc của đồ vật đó. Về nhà các con học bài, làm bài tập. Các con chuẩn bị tiếp cho cô Unit 9, Lesson 3, Part from 1 to 6. Từ phần 1 đến phần số 4, for the next period. Cho tiết học tới nha. Goodbye everyone, see you later. Have a good night. Nếu các em có muốn thêm những bài học thú vị khác thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học Thật Hay nhé. Hẹn gặp lại các em. Mến chào tạm biệt.